Alin San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 23 tháng 11, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cát đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhé. Anh chị cùng theo dõi ạ. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hoa bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì có thể gọi điện đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0984282911. Đó cũng đồng thời là Zalo của em luôn anh chị nhé. Alin San ở Bắc Giang ạ. Thì đầu tiên em sẽ đi vào chia sẻ một số cái mã mà lâu lâu rồi, hôm nay em sẽ lại lên lại nhé. Đấy, cái cây này thì thuần vườn lâu quá rồi anh chị ạ. Ra hôm nay nhìn thấy cái bộ rễ của nó đẹp quá. Cây nó rất là khỏe nha anh chị nhá. Đầu tiên này anh chị này, lên cho em một cái mã vàng. Vàng này là vàng tuyền anh chị nhá. Ở trong cái họng của nó có một chút gợn gợn màu nâu tây anh chị nhá. Nói chung là cái bông này là cũng khá là đẹp và nó không có đại trà đâu. Anh chị nhá, lên cho em mã này này. Mã L48 với giá chỉ có 90.000 một chậu như thế này thôi. Chắc là em còn 5 6 chậu nữa. Anh chị nào chưa có giống anh chị sưu tầm nhá. Cái cây này lớn rất là nhanh đấy. Bông hoa này á, cánh rất là dày thơm đậm cho em nhá. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Phí vận chuyển một đơn hàng là 30.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 chậu là em Linh San vẫn hỗ trợ ship nha anh chị nhá. Và tiếp theo qua cho em một cái mã hồng nữa. Đây là cái dòng Lai Marisong nha. Nó rất là đẹp luôn, bông hoa rất là bự luôn. Cây em chia nó chỉ tầm khoảng độ này lá thôi. Đấy, size cây như thế này anh chị nhá. Anh chị lên cho em mã này là mã L85 với giá chỉ có 80.000 một chậu thôi nhá. Còn có mấy chậu nữa thôi, anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Đấy, màu hồng thì rất là đẹp, hoa to lắm đấy ạ. Rồi tiếp theo anh chị ơi, qua cho em một cái dòng hồng nữa nhá. Dòng hồng này thì rất là đẹp. Khuôn bông rất là tròn, cái lưỡi của nó rất là tròn nữa nhá anh chị nhá. Đấy, cái cây này là Hát Lai Uli nhá anh chị nhá. Rất là đẹp đấy. Đấy, nó không có đại trà đâu anh chị nhá. Hoa em gắn ở bên trái màn hình đấy, anh chị nào chưa có anh chị sưu tầm nhá. Đây size cây em chia như này đều là cây trưởng thành rồi. Từng đây là đã ra hoa rồi anh chị nhá. Cây này không cao to lắm đâu, dễ hoa lắm. Đây. Đấy. Nhá, lên cho em mã này là mã L100 với giá là 150.000 một chậu nhá. Dòng này hiếm đấy anh chị. Cây hoa rất là đẹp đấy nhá. Rồi tiếp đến đây anh chị này, qua cho em một cái tông hoa màu vàng mà thân lá gì siêu bự nhá anh chị nhá. Đây. Đấy, cây rất là đẹp luôn, rất là khỏe. Đấy, lên cho em mã này là mã L90, cái bông hoa vàng em gắn video đấy anh chị nhá. Đấy, bông hoa vàng gắn video đấy, L90 với giá là 130.000 một chậu nhá. Nhiều cây đang lên lá mèo lắm. Cây này thì dễ hoa nhá. Cây này cực kỳ là dễ hoa mà hoa lại siêu bự đấy. Video là hoa nở tại vườn đấy. Đấy, cặp đôi nhá. Cặp đôi tiếp đến là cái cây Lucky. Đấy, đấy là hai cái bông hoa mà em có gắn video bên trái đây anh chị, nhà mình cùng ngắm cái mặt bông hoa này nhá. Nếu mà ưng thì anh chị nhắn em nhá. Đây cái bông này là hoa tím, còn bông trước là hoa vàng nhá. Đây là cái dòng Lucky. Hoa thì siêu bự trà bá rồi, hoa rất là thơm nhá. Dễ bông. Đấy, kích thước hoa lên được 18 đến 20 cm. Lên cho em mã này là mã L20, hôm nay còn vài chậu nữa. Anh chị lên cho em với giá chỉ có 120.000 một chậu thôi. Chậu nhiều thân nhá nhá. Cây nó chỉ lùn như thế này thôi nhưng mà hoa siêu bự đấy. Dễ bông lắm. Rồi tiếp đến đây anh chị này, qua cho em một cái dòng nữa mà hoa siêu bự trà bá, đó là cây Elizabeth, hôm nay em cũng giới thiệu tới anh chị đấy. Cái cây này thì vừa dễ hoa, hoa to, bền bông, thơm, nhìn trông rất là tinh khôi nha chị nhá. Cây này dễ hoa lắm. Đây, cây này em chia là cây tách chiết nha chị nhá. Size cây này. Đó, lên cho em mã này là mã L89 với giá là 120.000 một chậu anh chị nhá. Và tiếp theo em sẽ qua một cái dòng vàng nữa, vàng tuyền nha chị nhá. Cái cây này rất là đẹp, đó là vàng Liên Hơ. Đấy anh chị nhá, cái khuôn bông em để bên trái màn hình đấy, chị nào chưa có thì mình sưu tầm nhá. Đấy, thân lá của cái dòng này thì nó cây nó khỏe nhá, nó không mướt mượt đâu. Nhưng mà em nuôi đây này, nuôi nó hàng năm nay rồi, đây đang lên mầm rất là đẹp nhá. Đấy, lên cho em này, mã này vàng Liên Hơ là mã L42 nhá, với giá chỉ có 100.000 thôi. Hôm qua em có đăng ở trên Zalo của em đấy, là em mời các bác ngắm hoa đêm đấy. Đấy, cái cây này hoa rất là đẹp, bác hàng xóm sang nhìn thấy cái sách luôn về nhà luôn. Đấy, cây nó rất là đẹp, hoa đẹp nha anh chị nhá, hoa to lắm mà rất là thơm luôn đấy anh chị ạ. Đó nhá, đấy là hoa vàng tuyền Liên Hơ. Rồi tiếp đến đây anh chị này. Rồi tiếp đến đây anh chị này, thì em mời anh chị ngắm cái mặt bông hoa Tai Trung Beauty trước nhá. Đây là cây hoa của Tai Trung Beauty anh chị nhá. Cái bông hoa này rất là to, bông hoa chùm. Đấy, nó có 4 bông, em ngắt một bông rồi. Đấy, anh chị nào mà chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Hoa rất là thơm luôn. Hôm nay nó mới nở sang ngày thứ hai, thế nên là cái màu của nó chưa có đậm nha anh chị nhá. Màu nó sẽ lên một cái tông màu tím hồng rất là đậm luôn và hoa rất là to. Thơm lắm anh chị ạ. Đấy. Đấy. Và đây là cái size cây mà em chia sẻ anh chị này. Cây rất là bự như thế này nhá. Đó, xuất quá là nhiều cái cây này rồi. Dòng này thì bông hoa chùm. Đó. Nở 3-4 bông luôn. Và hoa lại còn kích thước hoa siêu bự, lại còn thơm nha chị nhá. Đấy, mình chưa có cái này thì mình sưu tầm nhá. Đây, cây rất là cao như này. Dòng này dễ hoa lắm đấy anh chị ạ. Dễ hoa nhá. Tai Trung Beauty anh chị lên cho em mã L8 với giá là 150.000 một chậu. To như thế này nha anh chị nhá. Cây thuần vườn. Đấy, dễ này. Chằng chịt luôn. Dễ xanh. Rất là khỏe nhá. Anh chị ơi, anh chị bỏ ra 2-3 giây like video giúp em nhá. Đây là video, không phải em phát trực tiếp đâu, nên anh chị đừng để bình luận ở dưới video nhá. Đấy, đừng để bình luận dưới video.
Đấy, ưng mặt bông hoa nào thì mình nhớ mãi và gọi điện alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0984 282 911. Và đừng quên like video cho em nhé anh chị nhá. Rồi tiếp đến này anh chị này, ổi đỏ bao nhiêu hôm thì vẫn chưa tàn. Đấy, mời chị cùng ngắm mấy cái mặt bông này, đẹp quá, xinh quá và hoa nó rất là thơm. Đó nhá, tiếp theo anh chị này, quay anh chị nhá, đó là cái cây chôm thông Phan Xi. Đấy, hoa nó như thế này anh chị này. Này, hôm nay bắt đầu hoa nó mới nở. Còn cái viền cánh nó sẽ lên được một màu đỏ cam rất là đậm, rất là đẹp. Mà hoa này nhá, thân lùn nhưng mà hoa siêu bự lại còn siêu thơm luôn anh chị nhá. Dòng này cánh hoa nó dày nên là anh chị mình về chơi tầm khoảng độ 20 hôm đến 1 tháng là chuyện bình thường, riêng cái bông cát này nhá. Đó, chôm thông Phan Xi, thơm cực kỳ là thơm luôn anh chị nhá. Chia sẻ giống này. Đấy, anh chị lên cho em mã này là mã L96 với giá là 120.000 một chậu nhá. Đấy. Đây, chôm thông Phan Xi này. Và cái cây mà em chia đây, những cái chậu mà em sẽ gửi cho anh chị nhá, cây không có hoa nhá, rất là nhiều cây đang lên lá mèo rồi. Nói chung là em chia cái size cây đây đều là cây trưởng thành già năm rồi anh chị nhá. Đây một chậu như thế này. Đó. Chào anh chị ơi, qua cho em một mặt bông nữa, đó là cái cây Nacon Jesse Delight No 2 nhá. Hôm qua mưa anh chị ạ, mấy nay nó mưa nên là em để cái hoa ngoài vườn nó hơi dập cánh một chút. Này, bắt đầu mới hé này, nó lên được một màu đỏ rất là đậm nhá. Này nó là cái bông hoa nó bị gãy mất cái cánh ở đằng sau này, chứ còn không cái bông này rất là hoàn hảo luôn anh chị nhá. Nó rất là đẹp luôn anh chị này. Đấy, cánh này. Em gắn hoa bên trái nha anh chị, cùng đối chiếu cái hoa nhá. Đấy, cái cây này Nacon Jesse Delight No 2. Ui, hai cái con mắt rất là đẹp luôn, mà cái lưỡi của nó màu đỏ nhung nhá, rất là đẹp luôn đấy anh chị ạ. Thơm, rất là thơm luôn, hai con mắt màu vàng. Đấy, em này là hoa nở bói thôi, chứ còn anh chị mà chăm lực ấy, em có đăng ở trên kênh á, những cái bông hoa này nở nó rất là bự luôn nhá. Và nó rất là bền bông, cánh hoa khá là dày luôn anh chị. Ta cho em một bông hoa màu đỏ đi anh chị. Màu đỏ đây là gọi là đỏ hậu duệ nha anh chị nhá, L77 đấy. Cái bông này nó dễ hoa lắm, mà hoa nó rất là to nha anh chị nhá. Cái thân lá của nó không có còn dừng lại ở đây đâu, mà thân lá còn cao to nữa nha anh chị nhá. Lên cho em mã L77 với giá chỉ có 110.000 một chậu như thế này thôi. Đấy. Qua tiếp đây anh chị này, cứ ra vườn là thấy hoa nở, riêng cái bông Chao Dragon này xinh quá anh chị ạ. Đã xinh lại còn thơm. Đấy, nở bắt đầu ngày thứ 3 nha anh chị nhá. Cái bông này bắt đầu mới thơm đậm này. Đấy. Đây là cây vàng Chao Dragon nha anh chị nhá. Sắc vàng này cũng khá là đẹp đấy. Thơm ghê. Đó nhá. Đây, cái cánh xếp chồng lên nhau về cái khuôn bông này, cái cây này cũng khá là đẹp đấy anh chị ạ. Đó nhá. Cái cây vàng này size cây em chia như thế này anh chị nhá. Size cây chia như thế này, lên cho em mã này là mã A03 nhá. A03 với giá là 120.000. Đây mặt hoa như thế này đấy. Lúc nào cũng có hoa này, ngắm riêng cái bông này này, nở quanh năm anh chị ạ. Rất là xinh luôn. Cái cây này mà cái cây nó khỏe nha anh chị nhá, nó sẽ lên được một cái viền cam này anh chị này. Nó sẽ lên được một viền cam ở cái ngoài cái xiền này. Đấy, ngoài cái lưỡi này. Màu rất là đậm đấy anh chị ạ. Đấy, Chao Dragon nhá. Cái cây này em để cây dừa này này. Đây nó cứ khô đến đét như thế này. Đấy, màu đỏ hoa này. Đấy. Tiếp theo anh chị ơi, qua cho em một trong những cái mặt bông hoa xanh lưỡi đỏ rất là đẹp. Cái cây này nó vừa rồi nó vừa ra hoa xong. Dễ bông lắm nhá, hoa xanh cốm lưỡi đỏ nhung. Đấy, rất là đẹp nha anh chị nhá. Cây này nó không cao lắm đâu. Đấy, size cây nó chỉ như thế này thôi. Và rất là siêng hoa nhá. Anh chị nào thích siêng hoa thì lựa chọn sang dòng này giúp em nhá. Anh chị lên mã xanh cốm này cho em là mã L73 với giá là 120.000 một chậu nhá. Qua cho em một cái mặt bông hoa nữa với kích thước hoa siêu bự, thơm đậm nhá, bền bông. Đấy, rất đẹp, đó là cái cây Nhật Thịnh nhá, nhá, một trong những dòng sổ đài xưa. Đây cây em chia như thế này. Nhỏ nhỏ như thế này mà đang ra lá mèo rất là nhiều đấy anh chị này. Không phải nó nhỏ đâu mà nó lùn nhá anh chị nhá, thân nó chỉ như này thôi này, cao hơn này xíu nhá anh chị nhá, mầm đang lên này. Đấy, như thế này mà đã đang ra mèo này anh chị này. Đấy, nghĩa là cái cây em chia để là cái cây nó già năm rồi anh chị nhá. Đấy, lên cho em mã này, mã L5 với giá là 120.000. Chậu rất là nhiều thân đấy chị nhá, Nhật Thịnh đấy ạ. Và qua tiếp cho em một cái tông hoa màu hồng nữa, và hoa cũng siêu bự, đó là cái cây hồng ngu ly xưa đấy anh chị nhá. Đây cái size cây em chia như thế này, cây tách chiết nha anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã B1 với giá là 130.000 một chậu nhá. Đây, hồng ngu ly. Và như những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mặt bông khác rồi. Anh chị mà ưng mặt bông hoa nào thì có thể nhớ mã và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911. Em xin cảm ơn ạ. Đừng quên like video giúp em nha anh chị.